Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối 27 tháng 4 được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất Thủ tướng thành lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn trực thăng rơi ở Vịnh Hạ Long. Ai có thẩm quyền kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng? Công an bắt giữ giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đồng Nai. Va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ 1, một người tử vong tại chỗ. Cựu Tổng thống Donald Trump dọa tẩy chay các cuộc tranh luận của ứng cử viên Cộng hòa. Những thông tin nổi bật được cập nhật đến 18 giờ hôm nay sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ Vietnamnet cho biết Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc cho phép thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long xảy ra ngày 5 tháng 4. Báo cáo nêu rõ, căn cứ Điều 106 Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam và Nghị định của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay. Thành phần gồm đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện quốc gia thiết kế, chế tạo tàu bay là Canada, đại diện quốc gia thiết kế, chế tạo động cơ là Pháp và các chuyên gia. Thông tin trước đó, ngày 5 tháng 4 xảy ra tai nạn liên quan đến tàu bay trực thăng Bell 505 đăng ký quốc tịch Việt Nam VN8650 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước thông tin ca sĩ Thủy Tiên có đơn đề nghị phong tỏa tài khoản kê biên hai sổ đỏ do bà Nguyễn Phương Hằng đứng tên, nhiều người đặt câu hỏi ai có thẩm quyền ra quyết định kê biên tài sản. Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng với bị can, bị cáo trong những trường hợp nhất định để ngăn chặn sự tẩu tán tài sản. Nhằm đảm bảo thi hành án nên việc áp dụng cần nhanh chóng và kịp thời. Chủ thể có quyền ra lệnh kê biên tài sản gồm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự các cấp, Chánh án, Phó Chánh Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp. Ghi nhận từ Báo An ninh Thủ đô. Theo luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội, thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án Quân sự cấp quân khu trở lên, chủ tọa phiên tòa, trưởng công an, phó trưởng công an cấp huyện, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh trở lên, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp trong quân đội nhân dân, chấp hành viên có quyền kê biên tài sản của người phải thi hành án để thi hành án. Về căn cứ áp dụng, chỉ áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với bị can, bị cáo phạm tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc Bộ luật hình sự quy định có thể bị tịch thu tài sản như một số tội trong nhóm tội phạm về ma túy, nhóm tội phạm về chức vụ hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại trong các vụ án có bị hại là người bị thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, có nguyên đơn dân sự. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, tối 26 tháng 4, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận, chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nhiều thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này về hành vi nhận hối lộ. Tối cùng ngày, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác nhận, trong chiều 26 tháng 4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có làm việc với sở liên quan đến thanh tra giao thông. Đội trưởng Thanh tra Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác nhận, Công an đã khám xét phòng làm việc của nhiều đội trưởng Thanh tra Giao thông vào chiều 26 tháng 4. Đến tối cùng ngày, có khoảng 3-4 thanh tra viên không liên lạc được và có thể đã bị tạm giữ. Ngày 27 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, thông tin từ Vietnamnet. Trước đó, tối 26 tháng 4, hàng chục công an bất ngờ có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 6001S, khám xét nơi làm việc và thu thập các tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra. Việc bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Đồng Nai. Ông Dương Việt Hồng là giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là 6001S, thành phố Biên Hòa, 6002S, thành phố Long Khánh, 6003S, huyện Định Quán, đều thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. Trước đó, hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S và 6003S cũng tạm ngừng hoạt động từ ngày 25 tháng 4 với lý do bảo dưỡng thiết bị, nhưng chưa có thông tin cụ thể ngày hoạt động trở lại. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày 26 tháng 4 cho biết, đơn vị vừa vận động thành công Đinh Minh Bước, 40 tuổi, ngụ xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, từ Lào về Việt Nam đầu thú sau hơn 20 năm lẫn trốn. Theo cơ quan công an, năm 2002, Bước bị truy nã theo quyết định số 04 ngày 31 tháng 1 năm 2002 về tội cướp tài sản. Sau khi xác định Bước đang lẫn trốn tại nước Lào, Công an huyện Minh Hóa đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp liên lạc vận động Bước sớm trở về Việt Nam đầu thú.
qua quá trình vận động, Bước đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Khi Bước về đến trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Công an huyện Minh Hóa đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng tại cửa khẩu để tiến hành tiếp nhận. Công an huyện Minh Hóa cũng lập hồ sơ tiếp nhận và bàn giao người bị truy nã ra đầu thú cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định của pháp luật. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng 27 tháng 4, thông tin từ báo Giao thông cho biết, trên quốc lộ 1 qua địa phận xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, là một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo rơ móc chạy trên quốc lộ 1 hướng Đà Nẵng, Quảng Nam. Khi đến km 97500, luồng bên phải quốc lộ 1 thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đi xe máy đã không qua khỏi. Ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khánh Linh và Đỗ Đình Trung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, bắt quả tang Linh đang tàng trữ 12 túi ni lông chứa ma túy. Khai thác nhanh, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ và khám xét nơi ở của Trung tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 1,9 kg ma túy, bao gồm ma túy đá và thuốc lắc. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 26 tháng 4 đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Bá Huy sinh năm 2003, Lê Minh Dũng sinh năm 2005 và Trần Anh Quân sinh năm 2005 cùng trú thành phố Đông Hà, Quảng Trị về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thời điểm xét xử, cả Dũng và Quân đều chưa thành niên nên có người giám hộ tham gia tại phiên tòa. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại km 25753 quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng và Quân vận chuyển trái phép 30 túi ni lông với 6.000 viên ma túy tổng hợp. Qua giám định, số ma túy này có khối lượng hơn 562 gram là ma túy methamphetamine. Sau một thời gian, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý, tình trạng các quán bar phố cổ vi phạm bán bóng cười đã cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên đến nay, một số cơ sở lại lén lút hoạt động bất chấp những cảnh báo về mức độ nguy hại của loại khí này. Báo An ninh Thủ đô cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 4 năm 2023, đơn vị đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế chủ công phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra các quán bar, vũ trường, karaoke nhằm phát hiện xử lý kịp thời vi phạm về ma túy, bóng cười. Tất cả những vụ việc trên hiện đều đã được bàn giao cho các lực lượng có liên quan xử lý theo thẩm quyền. Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kế hoạch kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 26 tháng 4, một chiếc xe lưu đang lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng Mỹ Tho về huyện Chợ Gạo, Tiền Giang thì bất ngờ bốc khói và lửa bùng phát mạnh bao trùm khu vực máy xe. Người điều khiển xe lưu nhanh chóng hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lúc này, có một xe bồn chở nước lưu thông ngang qua, phát điện cháy nên dừng lại phun nước dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, xe lưu bị lửa thiêu rụi, phần đầu hư hỏng nặng. May mắn người điều khiển đã kịp thoát khỏi xe trước khi lửa bùng phát mạnh. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa không tham gia các cuộc tranh luận vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, nói rằng ông đang là ứng viên hàng đầu và không muốn bị phỉ báng. Ghi nhận thông tin từ VN Express, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa thông báo vòng tranh luận đầu tiên của ứng cử viên Tổng thống cho cuộc đua năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 8 tại bang Wisconsin, lần thứ hai ở Thư viện Reagan tại thành phố Simi Valley, bang California, nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump hôm 25 tháng 4 bày tỏ bất mãn vì các nhà tổ chức đã không thông báo trước với ông khi công bố về các cuộc tranh luận. Cựu Tổng thống cũng phản đối việc tranh luận tại Thư viện Reagan vì lãnh đạo cơ sở là Fred Ryan, giám đốc điều hành Washington Post, tờ báo đưa nhiều thông tin tiêu cực về Trump. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Zhu Sun hôm 26 tháng 4 cho hay, Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên Li Hui tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên liên quan để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng hiện chưa có thời điểm cụ thể. Ông Li Hui là đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Ông từng là đại sứ quán Trung Quốc tại Nga trong giai đoạn năm 2009 đến 2019. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Pavel Ryabkin làm đại sứ Ukraine tại Trung Quốc.
Ông Ryan Bikins giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023. Tổng thống Zelensky cho biết cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài 1 giờ và một loạt vấn đề thời sự đã được thảo luận. VN Express ghi nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 4 đón tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Jun Suk-jeon tại Nhà Trắng. Trao đổi với báo chí trước cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo, một quan chức Mỹ tiết lộ ông Biden và ông Jun sẽ công bố tài liệu tuyên bố Washington nêu các biện pháp nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên. Mỹ sẽ lần đầu đưa tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tới Hàn Quốc trong 4 thập kỷ qua để tăng cường khả năng răn đe trước Triều Tiên. Đây là loại tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm với đầu đạn hạt nhân. Chúng có thể bắn tên lửa cách mục tiêu hàng ngàn km và khó bị phát hiện. Loại tàu ngầm này đã trở thành hệ thống vũ khí chính trong chiến tranh lạnh vì khả năng răn đe hạt nhân của chúng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối 27 tháng 4 của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.